Vâng, xin chào bác, chào anh em. Hôm nay em có về thêm được một ít thôi, một ít vàng cơ rất là quen thuộc các bác anh em. Giá cực kỳ rẻ. TD Aquatic Q100 Plus. Mẫu này thì hàng chuẩn loại 1, em đã có video hướng dẫn cho bác anh em phân biệt hàng loại 1, hàng loại 2 đúng không ạ? Hàng loại 1 thì vỉ xanh. Dầu Bluetooth rời đây. Các anh nhìn đây chỗ dầu Bluetooth rời có thể tháo lắp được. Hàng loại 2 thì dầu Bluetooth nó là dầu Bluetooth liền. Và vỉ nó vỉ mạch bên trong là màu tím và linh kiện rất là ít, rất là thưa thớt. Tất nhiên chất lượng của nó không thể bằng được. Eco của nó là eco thường chứ không phải eco kép. Em này là eco kép quá. Các bạn nhìn ở đây nó có những điều chỉnh riêng luôn, eco kép của nó. Và IC xử lý nhá, những IC xử lý tí này là rất lớn. Đấy. Vỉ chống hú xịn sò hơn. Vỉ chống hú rời và xịn sò hơn các bác nhé. Còn cách phân biệt thì các bác cứ nhìn dầu Bluetooth này các bác biết thôi. Dầu Bluetooth liền thì nó là hàng loại 2, còn vì dầu Bluetooth rời này là hàng loại 1. Và một cái nữa thì anh em có sử dụng TDQ800 Plus thì anh em xem video của nhiều đơn vị khác người ta giới thiệu thì có hai cái mà anh em bị hiểu nhầm. Nhưng mà với bên em bán thì phải chân thực cho bác anh em luôn. Đầu tiên đó là TDQ800 Plus không hề có hàng chính hãng. Tất cả các hàng ở trên thị trường hay là hãng TD không có cái model TDQ800 Plus này, nó chỉ có hàng loại 1 và hàng loại 2 thôi. Nên các bác từng hỏi em là bảo con này phải hàng chính hãng tại sao này, những cái tem trên này cào nó không ra được nhá, không có giá trị các bác, dán lên cho đẹp thôi. Cái thứ hai thì là em này nó là một em mẫu vang cơ chứ không phải là cơ lai số. Nhiều anh em bảo 8 chế độ này đúng không ạ, 8 chế độ này nó tích hợp eco sẵn cho bác, với chế độ ví dụ như chế độ 5, chế độ 6, 7, 8 này mỗi con nó một kiểu khác nhau, nó một con thì nó có thể nhiều delay hơn, một con nhiều repeat hơn để nó tạo hiệu ứng khác nhau thôi chứ nó không hề có vợt. Bất kỳ những đơn vị nào giới thiệu em này là hàng chính hãng và hàng cơ lai số thì đều là những đơn vị không hề uy tín. Em nói thẳng luôn như thế luôn. Bởi vì với em này không phải là bây giờ với biết hay là bây giờ với tiếp xúc đến, em này đã làm ra mấy năm nay không thể nào các bác làm với trong nghề âm thanh các bác thử các bác không biết được có tiếng vượt hay không được. Đúng không ạ? Cái này phải chia sẻ thực sự của các bác như thế. Và một cái nữa mà anh em hay bị nhầm đó là con này không có chống hú. Em đầu tiên là em phải quay cho bác luôn nhá, cái vỉ mạch chống hú đây ạ. Đây là vỉ mạch chống hú của em TDQ800 Plus hàng chuẩn loại 1, vỉ xanh. Vỉ chống hú cực kỳ xịn sò này nhá. Thì các bác sao không chức năng chống hú được? Nhưng mà vì cái lý do mà các bác không nhìn thấy cái nút FBX, cái nút bật tắt chống hú ở mặt trước đúng không ạ? Có để ý giúp em thì cái nút chống hú của em này, bật tắt chống hú của em TDQ800 Plus thì nó nằm phía sau và ở cái dâu gần cái dâu Bluetooth đây. Đấy, và cổng mic 4. Các bác nhìn nhá, FBX. Các bác nhớ về nếu mà ở trong không gian gia đình của bác mà nó bị hú thì các bác nhớ nhấn vào giúp em. Thì chức năng chống hú này bắt đầu nó mới hoạt động. Nó là một công tắc tắt mở quá. Và cái thứ hai đó là anh em bảo là con này không có cái nút chỉnh eco. Eco tổng đấy ạ. Các bác chỉ nhìn thấy hai cái nút sáng này là mic và nhạc thôi đúng không ạ? Mic và nhạc đây thôi. Các bác không có, bình thường con kia nó phải có 3 nút cơ. Các bác để ý giúp em ạ. Cái này là cái nút eco này, eco level này, eco tổng đấy thì nó làm nhỏ xinh ở bên phía phần chỉnh delay repeat đây. Các bác nhìn thấy giúp em nhé. Đó. Các bác nhớ về các bác chỉnh xong chỉnh delay repeat hay chọn chế độ này nó phù hợp với giọng của mình, với sở thích của mình rồi thì các bác có thể hiệu chỉnh eco tổng ở đây. Đó. Và cái thứ ba thì là các bác bảo em này thì hàng cũ vậy đây. Các bác nhìn ví dụ như hàng trên hàng dưới, các bác bảo con dưới là hàng cũ đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì nó có một lớp ni lông chống xước các bác nhá. Em vừa tháo đây này, đây cái lớp ni lông chống xước nó dán đây này. Đấy. Dán đây thì các bác về nếu các bác thấy cũ các bác có thể lột ra cả trên phần cái hiển thị của các cổng đầu vào nữa. Đây, chọn bút để chọn cổng đầu vào đây, Bluetooth đây nhá. Đó, các bác thể nhìn thấy. Và thêm một cái lưu ý nhỏ khi các bác anh em sử dụng ở đây nữa thì có cái nút pa lăng này. Pa lăng anh em cứ tưởng là vặn to lên để nó tăng cái hiệu ứng tiếng nhạc lên đúng không ạ? Nhưng mà cái pa lăng đây là cân bằng loa trái phải các bác. Vì nhiều khi là các bác sử dụng loa lâu rồi thì có một con loa nó bị tiếng nó bé hơn hoặc là nó bé hoặc là nó có cái hiệu ứng nó nhỏ hơn so với cái loa còn lại ạ. Thì các bác chỉnh cân bằng đây, làm sao để cho hai cái loa nó cân bằng với nhau mà chúng ta không cần phải chỉnh ở trên cái con đẩy hay nữa. Bởi vì đẩy nhiều khi lúc tắt mở hay âm ly ấy, nhiều khi các bác tắt mở lên thì lại phải chỉnh lại, rất khó khăn đúng không ạ? Các bác chỉnh luôn đây. Các bác vặn về bên trái thì cái loa bên trái nó nhỏ đi mà loa bên phải nhỏ đi chẳng hạn. Đấy, thì các bác thì tùy chỉnh đây, đây là cân bằng
cân bằng nhạc bác nhé. Đó. Một cách sử dụng hay là những cái lưu ý mà em có nói sơ qua lại cho bác anh em. Và giá của em này như nói đầu video rồi thì giá cực kỳ mềm cho bác anh em để sử dụng. Hay là các bác lấy về để kinh doanh thì em cam kết là có giá tốt nhất thị trường cho bác anh em luôn. Mẫu TD-Q800 Plus hàng chuẩn loại 1. Anh em nào có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em. Giá bán lẻ em sẽ để trực tiếp phần tiêu đề cho bác anh em nhé. Các bác đang xem video thì nhớ cho một nút like, đăng ký kênh.